Thành Trung, Đoàn Văn Hậu, Hùng Dũng, Đức Huy cần phải triển khai bóng nhanh hơn với những tình huống lên bóng như vậy. Rất tốt. Đức Huy. Các khán giả đang tưởng như Đức Huy sẽ có một tình huống dứt điểm. Tuy nhiên đó là tình huống mà Đức Huy đã phối hợp với Văn Toàn. UAE Việt Nam đang lên bóng nhiều hơn ở phần sân bên phía cánh trái, nơi có sự xuất hiện của Đoàn Văn Hậu và Văn Toàn, cùng với đó là những pha bóng mà Đỗ Hùng Dũng phối hợp cùng các đồng đội. Sau một tình huống cướp bóng thành công thì Đình Trọng đã bị phạm lỗi. Trong những ngày đầu mà U23 Việt Nam hội quân thì Trần Đình Trọng đã để lại rất nhiều sự lo lắng dành cho ban huấn luyện U23 Việt Nam. Cầu thủ này đã phải tập riêng và rất may sau đó là Đình Trọng đã kịp thời trở lại. Trong trận đấu với U23 Palestine thì người ta đã thấy Trần Đình Trọng và Duy Mạnh thi đấu ăn ý như thế nào. Một bóng khá nguy hiểm. Người vừa để mất bóng là Phan Văn Đức. UAE Việt Nam sẽ phải đối mặt với tình huống phản công. Và ngay lập tức thì Huỳnh Tấn Sinh đã cắt bóng một cách rất chuẩn xác. Và bây giờ thì UAE Việt Nam sẽ chuẩn bị có sự thay đổi cầu thủ. Người chuẩn bị được tung vào sân đó chính là Lê Phạm Thành Long. Và như vậy là Trọng Đại sẽ không còn cơ hội để góp mặt trong trận đấu này. Liều đốp vinh tinh thần mà huấn luyện viên Park Hang-seo dành cho Bùi Tiến Dũng khi quyết định trao băng thủ quân dành cho anh trong trận đấu ngày hôm nay là cực kỳ chính xác, khi mà thủ thành thuộc biên chế câu lạc bộ FLC Thanh Hóa liên tục có những tình huống cản phá chính xác. Hùng Dũng rất khó để lấy bóng trong chân của Hùng Dũng. Ở V-League thì Đỗ Hùng Dũng thường xuyên phải đối mặt với những tiền đạo cao to cũng như là những tiền đạo ngoại của đối thủ, và cầu thủ này đã không lạ gì. Văn Toàn! Rất đáng tiếc, đó là một bóng mà Văn Toàn đã đánh đầu chính xác. Tuy nhiên xà ngang của Quốc Thành đã cứu cho U23 Oman một bàn thua. Từ nỗ lực rất đáng khen đến từ Phạm Xuân Mạnh và Văn Toàn đã đánh đầu rất chính xác. Quá đáng tiếc cho UAE Việt Nam. Văn Toàn. Và bây giờ thì Tấn Sinh sẽ nhường chỗ cho Lê Phạm Thành Long. Đó là tình huống nỗ lực của Hà Đức Trình. Bóng đã như đặt vào đầu của Văn Toàn và cầu thủ này đã đánh đầu khá mạnh. Cực kỳ đáng tiếc cho huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các học trò. Bây giờ thì huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ quyết định đưa đội hình của ông trở thành đội hình 4-5-1 với hàng tiền vệ chật chội như vậy. Thì hy vọng rằng U23 Việt Nam sẽ áp đặt thế trận nhiều hơn ở những phút thi đấu cuối cùng này. Chỉ còn khoảng 10 phút nữa cho U23 Việt Nam. Nếu như hòa trận đấu này thì U23 Việt Nam sẽ có 4 điểm. Và vẫn dẫn đầu với bảng xếp hạng tại giải U23 quốc tế.
Khi Triệu Việt Hưng đã rời sân thì lúc này người thực hiện những pha đá phạt góc cho U23 Việt Nam là Lê Phạm Thành Long. Chiến thuật đá phạt góc theo kiểu đoàn tàu của huấn luyện viên Park Hang-seo đã không được thực hiện trong những phút vừa qua. Đánh đầu! Quá đáng tiếc! Một tình huống đánh đầu chuẩn xác. Và người vừa bật lên đánh đầu chính là Đoàn Văn Hậu. Đoàn Văn Hậu đã nhảy lên bật cao hơn tất cả những cầu thủ của U23 Oman. Rất đáng tiếc là Đoàn Văn Hậu đã không thể dứt điểm chính xác. Không phải người vừa dứt điểm trong tình huống cuối cùng là Thành Trung. Suýt chút nữa thôi thì người ta lại được thấy cái duyên ghi bàn của Thành Trung. Văn Toàn. Thành Long. Rất chính xác. Những pha mở bóng như vậy đối với Lê Phạm Thành Long là không hề xa lạ. Khi mà ở câu lạc bộ Hải Phòng thì Lê Phạm Thành Long thường xuyên có những tình huống phát bóng lên cho các tiền đạo ngoại như Fagan hay Steven. Đây là Văn Toàn. Hùng Dũng. Rất hay. Rất hay. Đó là một cơ hội nữa đến từ cái chân của Đỗ Hùng Dũng. Tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội đã thi đấu cực kỳ xuất sắc cho hiệp 2. Nhưng may mắn thì chưa mỉm cười với Đỗ Hùng Dũng. Mang chiếc áo số 10 của người đàn anh trong chính câu lạc bộ Hà Nội là Văn Quyết. Và ngày hôm nay thì Đỗ Hùng Dũng đã thi đấu cực kỳ chính xác. Vừa rồi là pha bóng mà Lê Phạm Thành Long đã định sút bóng thẳng vào khung thành của thủ môn Mukhani. Bây giờ thì Sulaiman đang bị đau. Chúng ta cùng xem lại pha bóng mà Đỗ Hùng Dũng đã vượt qua hai cầu thủ của U23 Oman. Tuy nhiên sự xuất sắc của Mukhani đã khiến cho bàn thắng không thể đến với cầu thủ mang áo số 10. Pha dứt điểm quá tốt của Hùng Dũng. Cho đến thời điểm này thì cả bốn gương mặt trên độ tuổi U23 đã được huấn luyện viên Park Hang-seo đăng ký thi đấu trong cả hai lượt trận đều để lại rất nhiều ấn tượng. Đó sẽ là một bài toán khó dành cho huấn luyện viên người Hàn Quốc trong việc lựa chọn 3 trong số 4 cái tên sẽ cùng ông lên đường tham dự ASEAN tại Indonesia. Chúng ta đã dồn ép đối phương trong khoảng 15 phút vừa qua và ở thời gian cuối của trận đấu này thì cần phải rất cẩn thận với thể lực của U23 Oman. Trong trận đấu với U23 Uzbekistan thì các học trò của huấn luyện viên Hamed Khalifa Zani đã để lại rất nhiều ấn tượng ở khoảng 10 phút thi đấu cuối trận với những pha bứt tốc từ Mohamed Ali hay là Musa Hidafi. Đó là những cầu thủ vẫn còn đang trên sân. Dĩ nhiên là không thể không nhắc đến cầu thủ mang áo số 7 Sulaiman, người đã gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự U23 Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay. Xuân Mạnh. Pha nhả bóng lại hơi non dành cho Lê Phạm Thành Long. Văn Toàn. Rất khéo léo Văn Toàn. Một trận đấu quá thiếu may mắn đến từ những cái tên trên hàng công của U23 Việt Nam. Vừa rồi là pha bóng mà Văn Toàn đã cực kỳ nỗ lực
Chúng ta cùng xem lại tình huống xoay sở quá khéo léo của Văn Toàn trước khi Hà Đức Chinh dứt điểm ra ngoài trong tình huống mà thủ thành Mukaini đã đứng nhìn. Quá đáng tiếc. Một tình huống bỏ lỡ cơ hội tốt nhất mà U23 Việt Nam đã có được trong 90 phút vừa qua. Người hâm mộ và các khán giả đang có mặt tại sân động quốc gia Mỹ Đình vẫn chưa thể có dịp ăn mừng bàn thắng của U23 Việt Nam. Ở trận đấu trước thì chúng ta đã có hai lần ghi bàn, đó chính là tình huống của Anh Đức và Công Phượng. Hà Đức Chinh, Hà Đức Chinh không bị phạm lỗi trong tình huống vừa rồi. Đó là tình huống mà Quarafi Rashid đã cài người chuẩn xác. Vẫn là những pha lên bóng từ hai biên của cao thủ Oman. Tuy nhiên ở tình huống vừa rồi thì cầu thủ mang áo số 15 Sultan Bakit đã không phối hợp tốt với tiền đạo Isan Sabi. U23 Oman cũng chuẩn bị tung vào sân cầu thủ cuối cùng của mình. Và lần này có lẽ là một hậu vệ. Dẫu sao thì đây cũng là một trận đấu giao hữu và nó mang lại rất nhiều kinh nghiệm cho các cầu thủ cũng như là rất nhiều bài học cho ban huấn luyện cũng như huấn luyện viên Park Hang-seo. Issam Adalat sẽ rời sân để nhường chỗ cho Abulat Mubarak. Huấn luyện viên Hamed Khalifa Zani quyết định thay đổi một hậu vệ vào sân để thay cho một tiền đạo. Có lẽ một điểm trong trận đấu này cũng khiến cho ông Azani hài lòng. Với mục tiêu vượt qua vòng bảng tại ASEAN thì Liên đoàn bóng đá Oman có vẻ như đang rất thành công với những phương án thử nghiệm của mình. Và giải đấu này là một giải đấu cực kỳ quý giá đối với huấn luyện viên Azani cùng các học trò. Xuân Mạnh không được. Một pha bóng mà Xuân Mạnh đã không thể phối hợp với Phan Văn Đức. Rất hay. Đoàn Văn Đức. Một siêu phẩm của Đoàn Văn Đức. Quá tuyệt vời. Một tình huống dứt điểm mà chúng ta không thường xuyên được thấy ở các cầu thủ Việt Nam. Một pha vẩy móng ngoài cực kỳ đẳng cấp đến từ Đoàn Văn Đức. Và thắng đến từ phút thi đấu cuối cùng. Điều quá tuyệt vời đối với những khán giả có mặt trên sân đấu quốc gia Mỹ Đình ngày hôm nay. Kể từ khi vào sân thì Đoàn Văn Hậu đã chơi quá hay. Và bàn thắng vừa rồi đã minh chứng rõ cho điều đó. Chúng ta cùng xem lại pha bóng dứt điểm táo bạo và cực kỳ tinh tế của Đoàn Văn Hậu. Đã không cho thủ thành Mukaini bất kỳ một cơ hội nào. Điểm 10 cho pha dứt điểm vừa rồi của Đoàn Văn Hậu. Đây xứng đáng là một trong những bàn thắng đẹp nhất mà Đoàn Văn Hậu đã từng ghi được trong sự nghiệp của anh. Quá tuyệt vời bàn thắng đến từ những giây cuối cùng trong trận đấu. Và lúc này thì U23 Việt Nam đã rất gần với 3 điểm tại giải Tứ Hùng, 3 điểm tiếp theo. Và nó khiến cho huấn luyện viên Park Hang-seo cũng cao trò tiến gần hơn đến ngôi vô địch. 4 phút sẽ là khoảng thời gian mà các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo phải trải qua. Chiến thắng đang đến rất gần rồi.
rất ít người sẽ tin rằng Đoàn Văn Hậu có thể dứt điểm ở trong pha bóng vừa rồi. Một tình huống dứt điểm mà cho thấy được sự tự tin cũng như là sự chính xác của cầu thủ này, vô cùng đẳng cấp. Nó khiến cho những khán giả có mặt trên sân động Mỹ Đình ngày hôm nay cực kỳ hài lòng. Thực tế thì trong hiệp 2 của trận đấu, U23 Việt Nam đã thi đấu hay hơn rất nhiều, áp đặt đối thủ vào một thế trận tấn công và liên tục tạo ra những cơ hội, tuy nhiên may mắn đã không đến với các học trò huấn luyện Park Hang-seo. Và Đoàn Văn Hậu đã tỏa sáng đúng lúc. Rất may mắn cho chúng ta khi mà tình huống vừa rồi Isat Balusi đã không thể chạm vào bóng. Đó là tình huống căng ngang cực kỳ nguy hiểm đến từ cầu thủ mang áo số 9 Saud Mahmed. Sẽ còn khoảng 2 phút nữa cho thời gian đá bù giờ của U23 Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 1999 và là cái tên trẻ tuổi nhất của đội tuyển U23 Việt Nam, Đoàn Văn Hậu đã tỏa sáng trong trận đấu ngày hôm nay. Đó là một tín hiệu đáng mừng cho huấn luyện Park Hang-seo khi ông sẽ có thêm những tình huống cũng như là thêm những chiến thuật riêng cho các cầu thủ trong những phương án tấn công. Vừa rồi thì tiền đạo bên phía U23 Oman đã rơi vào tư thế việt vị. Hà Đức Chinh. Bây giờ thì U23 Việt Nam không cần phải vội vàng trong những tình huống tấn công. Điều mà chúng ta cần làm lúc này là giữ nhịp được trận đấu cho đến khi trọng tài Nasaruddin thổi tiếng còi chung cuộc. Phan Văn Đức, Đoàn Văn Hậu, đây là Hùng Dũng. Rất hay những pha phối hợp của các cầu thủ Hà Nội. Năm cái tên góp mặt trong hiệp 2 từ câu lạc bộ bóng đá Hà Nội đã cho thấy được sự ảnh hưởng của các cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ này trong màu áo U23 Việt Nam. Và rồi thì sự lắc léo và nhanh nhẹn của Đỗ Hồng Dũng đã khiến cho Sultan Bakit phải phạm lỗi. Và đây là những giây cuối cùng trong hiệp 2. Bây giờ thì U23 Việt Nam sẽ được hưởng một tình huống đá phạt. Có lẽ đây sẽ là pha đá phạt cuối cùng. Chiến thắng gần như đã nằm chắc trong tay của U23 Việt Nam. Trận đấu tốt của các học trò huấn luyện Park Hang-seo. Đức Trình, không được. Pha dứt điểm cuối cùng là của Thành Trung. Và đến lúc này thì thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã được hưởng trọn niềm vui chiến thắng. Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Oman đã kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các học trò. Và thắng duy nhất được ghi do công của cầu thủ trẻ Đoàn Văn Hậu từ một pha dứt điểm vẩy bóng ngoài khá chính xác và quá đẳng cấp. Quý vị và các bạn thân mến, lúc này buổi tường thuật trực tiếp trận đấu của chúng tôi xin được khép lại.